Chúng tôi có mặt tại vườn hoa của gia đình anh Đinh Trọng Đào, xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa. Vùng đất thiêng của di chỉ làng Phạc vào những ngày giữa tháng 12 âm lịch, để cảm nhận những sắc mới tươi hồng từ một giống hoa mới du nhập vào địa bàn. Hiện trên 95% số lượng cây hoa ly trong vườn của anh Đào đã cho búp. Để cung ứng hoa cho thị trường vào đúng dịp Tết Ất Mùi, những ngày này, anh Đào đang cẩn trọng xem kỹ từng gốc ly để có giải pháp phù hợp. Trồng hoa ly thì so với tất cả các loài cây trồng khác thì cây hoa ly thì hẳn không vất vả, hẳn thì nhan thôi, nhưng mà vấn đề là cái khoa học kỹ thuật là phải thường ngày, ngày đêm là mình cũng phải theo dõi. Còn so với thành công thì mới bước đầu thì tạm thời thấy là cũng rất ổn, cái phát triển tốt đến thời điểm bây giờ. Còn đây là khu vườn hoa ly của gia đình anh Trần Văn Hữu, xóm Tân Ấp, xã Nghĩa Hòa. Để có được thành quả này, chủ nhân đã tìm hiểu và nắm bắt rõ đặc điểm của cây hoa ly. Là loại hoa thích hợp với khí hậu mát, khả năng chịu rét cao. Vì thế, gia đình đã đầu tư trồng 1.500 gốc hoa ly, làm giàn lưới và hệ thống tưới nước giữ ẩm cho hoa. Đến thời điểm này, những băn khoăn, lo lắng của ngày đầu khi quyết định chuyển đổi từ việc trồng cây ăn quả sang trồng hoa ly của anh giờ đã không còn, bởi hoa ly phát triển rất tốt. Theo tính toán, với 1.500 gốc ly, giá bán chỉ cần 60-70.000 đồng một gốc, gia đình sẽ có lãi từ 40-50 triệu đồng. Tại thị xã Thái Hòa, ở một số địa phương như Nghĩa Thuận, Nghĩa Tiến, Nghĩa Hòa, Tây Hiếu đã dành khoảng 5 hectare đất để trồng hoa phục vụ Tết. Song thực tế, số lượng hoa cung ứng ra thị trường vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu chơi hoa của người dân. Một trong những vấn đề người trồng hoa ly băn khoăn nhất đó là vốn đầu tư cho cây giống khá cao, giá gần 20.000 đồng một cây. Để khuyến khích người dân phát triển diện tích trồng hoa ly, các hộ trồng đã được Ủy ban Nhân dân thị xã hỗ trợ 50% tiền cây giống. Đây sẽ là cơ sở để khuyến khích các hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng hoa ly. Bước đầu thì chúng tôi đã thực hiện chỉ đạo và đúng các cái bước quy trình kỹ thuật, đồng thời là có thầy dạy và đưa giống về trồng và các cái chủng loại, và qua kiểm tra ban đầu thì hiện nay là chất lượng hoa mọc rất là tốt, và sắp tới thì chúng tôi trước Tết là hoa sẽ nở, và sau khi có cái bán được thì chúng tôi sẽ tổng kết lại cái mô hình này và tiếp tục nhân rộng phát triển trên địa bàn xã Nghĩa Hòa nhằm phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là thúc đẩy hoàn thành cái tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015. Những ngày giáp Tết, không khí ở vùng quê Nghĩa Hòa như rộn ràng hơn bởi niềm vui thu hoạch hoa ly phục vụ cho thị trường Tết của các hộ trồng hoa. Thành công mới chỉ ban đầu của dự án trồng hoa ly tại Nghĩa Hòa. Để dự án thực sự thành công hơn nữa khi nhân rộng mô hình, cần nhiều giải pháp đồng bộ, từ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc, cho đến cơ chế hỗ trợ vốn cho người trồng. Có thể nói, với điều kiện đất đai, khí hậu tốt, dự án trồng hoa ly thành công thì đây không chỉ là giải pháp để Nghĩa Hòa chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích lên khoảng 2.000 m² trồng hoa ly. Từ đó, góp phần đáp ứng nhu cầu hoa tươi cho thị trường thị xã vùng Tây Bắc của tỉnh.